em chào các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ quay trực tiếp kho da nhà em để cho các bác có thể là xem nhà em thì có rất là nhiều các loại da tất cả các loại da trên thị trường hiện nay à, có những loại nào thì nhà em đều có đầy đủ nha các bác nhé. đó và nhà em thì làm toàn bộ là da loại một hết đó, rất nhiều loại da à, 5 d, 6 d, 7 d. À, ở trên thị trường có những cái mã da nào có mẫu da nào thì nhà em có đầy đủ đó da cam kết là dày dặn à, mặt da nét đẹp đó, các bác nhận hàng thì cứ bóc hàng kiểm tra hàng thoải mái trước nhận cho em đó, nhà em thì làm uy tín lâu năm rồi cho nên là da thì các bác không cần phải lan tăn đâu nhá đó thì nhà em thì cắt toàn bộ bằng máy như các bác đang nhìn thấy đây nhà em cắt toàn bộ bằng máy CNC cắt máy không cắt tay và nhà em có chuyên gia nước ngoài người trung cắt luôn nhanh anh anh chị anh, anh chị nhé đó đó mọi người có thể nhìn thấy là khi cắt xong thì nó sẽ có các cái vệt như thế và sau đấy thì bên nhà em sẽ mang ra là đi may viền hoàn thiện và đó đó dùng máy cắt thì cái form của nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cắt tay cắt tay thì thừa thiếu một vài cm là bình thường còn nếu như mà cắt máy thì à, bộ nào cũng như bộ nào sẽ cắt theo chuẩn form của xe mình đó nhưng ví dụ như là K3 2022 chẳng hạn thì sẽ form xe nào của 22 K3 cũng đều như nhau hết không xê dịch một mm nào cả đó các bác có thể thấy À, các bác liên hệ đặt hàng thì có thể là liên hệ vào số điện thoại điện thoại zalo của em như trên màn hình là 0912059497 9497 à, số điện thoại bên em à, thảm chuẩn ra nét các bác nhé em cam kết cái này thì em cam kết với các bác luôn thảm chuẩn